ngày 2 tháng 3, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đang làm rõ vụ việc một người đàn ông lái xe cuốc băm bổ chiếc xe tải và ô tô tại một lán trại thi công dự án cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo gây xôn xao dư luận. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Ban Quản lý Dự án 7 thuộc Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo xác nhận vụ việc trên xảy ra tại một lán trại của dự án đóng ở xã Thuận Ninh, huyện Hàm Thuận Bắc. Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 1 tháng 3. Ngay khi xảy ra vụ việc, đại diện Ban Quản lý Dự án 7 cho biết đang yêu cầu các cá nhân và đơn vị liên quan báo cáo. Bước đầu xác định, người đàn ông điều khiển xe múc chưa có dấu hiệu say xỉn, phê ma túy. Theo hình ảnh từ camera ghi lại tại lán trại, người đàn ông điều khiển xe múc đến khu vực chiếc xe tải đang đậu tại lán trại rồi dùng gầu múc bổ mạnh xuống cabin. Không dừng lại ở đó, người đàn ông điều khiển xe múc tiếp tục di chuyển đến một chiếc xe ô tô bán tải thực hiện hành vi tương tự. May mắn tài xế xe bán tải kịp thoát thân. Đây là lán trại tập kết máy móc, con người để thi công tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo thuộc gói thầu XL04. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.